Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với video báo giá cập nhật những mẫu xe đã qua sử dụng tại Salon Moto VHD, địa chỉ 19 A Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận báo giá tốt nhất, thì anh chị và các bạn hãy nhấc máy gọi điện ngay đến số hotline của VHD Auto 0965 626789, và tôi là Thanh Hoa, phụ trách kinh doanh của VHD Auto sẽ đồng hành cùng với quý anh chị và các bạn. Chiếc xe đầu tiên em Hoa VHD giới thiệu đó chính là chiếc xe Ford Mustang 3.7 EcoBoost, sản xuất vào năm 2014 và model của năm 2015. Ngoại thất của xe là màu trắng và nội thất màu nâu. Xe mang tên cá nhân, biển Hà Nội, lăn bánh 4,5 vạn km, giá chào bán là 1 tỷ 690 triệu đồng. Bên cạnh là chiếc Audi A5 bản Sportback 2.0, sản xuất vào năm 2016, nhập khẩu trực tiếp từ Đức. Ngoại thất đen và nội thất màu nâu, xe một chủ sử dụng từ đầu, tên cá nhân, biển Hà Nội, lăn bánh hơn 4 vạn km, giá chào bán là 1 tỷ 080 triệu đồng. Trên phiên bản Audi A5 Sportback 2.0 thì được trang bị hộp số tự động 7 cấp, dẫn động hai cầu Quattro, gương kính chỉnh điện, sấy gương, cửa sổ trời không viền Sport, đèn pha Bisenon, kết hợp đèn LED ban ngày trước sau, vô lăng 3 chấu trợ lực điện tích hợp nút điều khiển, lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng, ghế bơm hơi chỉnh điện. Bên cạnh đó thì chủ đã nâng cấp lên màn hình to, bôn om ọp rất là đắt tiền. Và xin nhắc lại, giá bán của chiếc xe này là 1 tỷ 080 triệu đồng. Tiếp đến là chiếc xe Hyundai Tucson 1.6 Turbo, sản xuất vào năm 2022, một chiếc xe siêu lướt, ngoại thất đen và nội thất màu nâu, xe một chủ sử dụng từ mới, tên cá nhân, biển thành phố. Chiếc này thì đã được rút hồ sơ, khách hàng chỉ cần công chứng hợp đồng mua bán và sang tên. Xe lăn bánh 1,3 vạn km, giá chào bán là hơn 900 triệu đồng. Tiếp đến là mẫu SUV đến từ nhà Lexus. Chiếc Lexus GX460 sản xuất vào năm 2016, bản nhập chính hãng, ngoại thất đen và nội thất màu kem. Xe mang tên công ty, xuất hóa đơn, mới lăn bánh 6 vạn km, nội thất còn zin nguyên bản, giá chào bán là 2 tỷ 685 triệu đồng. Lexus GX460 bản nhập chính hãng thì được trang bị nâng hạ gầm, cửa sổ trời, hàng ghế thứ 3 chỉnh điện, cam sườn cùng rất nhiều những option cao cấp khác. Kế bên là chiếc xe Ford Explorer Limited 2.3 EcoBoost sản xuất vào năm 2016, ngoại thất đen và nội thất màu kem, xe mang tên cá nhân, biển tỉnh, hồ sơ cầm tay, khách hàng chỉ cần công chứng hợp đồng mua bán và sang tên. Chiếc xe này đã lăn bánh đâu đó khoảng gần 8 vạn km, giá chào bán là 920 triệu đồng. Để lựa chọn ra một chiếc xe được các chị em yêu thích nhất, Mercedes-Benz C-Class, Audi A3, A4, BMW Serie 3 hay Lexus ES250, thì ngày hôm nay em Hoa VHB Auto giới thiệu tới anh chị và các bạn một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Chiếc xe này mỗi khi xuất hiện trên mọi cung đường luôn luôn khiến chị em mê mẩn và không thể rời mắt. Giới thiệu tới anh chị và các bạn chiếc xe Mini Cooper S và 3 cửa, ngoại thất màu xanh blue và nội thất màu đen. Xe một chủ sử dụng từ đầu, tên cá nhân, biển Sài Gòn 351A. Chiếc này là chỉ là biển tạm thôi ạ. Và chiếc này xe này, biển gốc của nó có một chiếc biển rất là đẹp, bốn mùa thần tài mãi phát. Xe sản xuất vào năm 2018 nhưng đến tận 2020 mới đăng ký lần đầu, và xe mới lăn bánh 1,6 vạn km nguyên zin, full lịch sử hãng, giá chào bán là 1 tỷ 390 triệu đồng. Tiếp đến là chiếc xe màu đỏ bên cạnh là chiếc Peugeot 2008 phiên bản GT Line, sản xuất vào năm 2022, siêu lướt, ngoại thất màu đỏ và nội thất màu đen. Xe một chủ sử dụng từ đầu, tên cá nhân, biển Hà Nội, lăn bánh hơn 1 vạn km, giá chào bán là 785 triệu đồng. Bên cạnh là chiếc xe Lexus RX 300 sản xuất vào năm 2019, ngoại thất màu trắng và nội thất màu kem. Xe một chủ sử dụng từ đầu, tên cá nhân, biển tỉnh, hồ sơ cầm tay. Xe lăn bánh 2,8 vạn km, giá chào bán là 2 tỷ 550 triệu đồng. Trên phiên bản Lexus RX 300 2019 thì được trang bị
chìa khóa thông minh để nổ startup, ốp gỗ trên táp lô và vô lăng. Bên cạnh đó, xe còn hệ thống ghế lái thì được trang bị ghế chỉnh điện 12 hướng nhớ 3 vị trí, màn hình trung tâm 8 inch, âm thanh vòm 12 loa cao cấp, cửa sổ trời, sạc không dây, điều hòa tự động, hai vùng độc lập phanh tay điện tử, kết nối Bluetooth cùng rất nhiều những trang bị cao cấp. Hiện tại VHB Auto còn rất nhiều chỗ trống và chúng tôi đang cần mua một số lượng lớn tất cả các cái dòng xe nhập khẩu như là Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Toyota Prado, Toyota Land Cruiser. Với tiêu chí lịch sự, chuyên nghiệp, thủ tục mua bán nhanh gọn, mua bán 24/7, bảo mật thông tin khách hàng, giá thu mua tốt nhất Việt Nam, hoa hồng cao cho người giới thiệu. Nếu anh chị và các bạn có thông tin thì hãy liên hệ ngay đến số hotline của VHB Auto nhé. Và chúc anh chị là các bạn là chiếc xe Audi Q7 sản xuất vào năm 2016, nhập Đức, ngoại thất trắng và nội thất màu nâu phiên bản 2.0. Xe lăn bánh 7 vạn km, giá chào bán là 1.680.000.000 đồng. Và kém 1 tỷ thì chúng ta sẽ có chiếc xe Audi Q7 bản 3.0 sản xuất vào năm 2010, màu nâu và nội thất màu nâu, một chủ sử dụng từ đầu, tên cá nhân, biển Hà Nội, xe lăn bánh hơn 10 vạn km, giá chào bán 680.000.000 đồng. Và chiếc xe cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là chiếc xe Range Rover HSE sản xuất vào năm 2014, máy 3.0, ngoại thất màu đen và nội thất màu kem, xe mang tên cá nhân, biển Hà Nội, lăn bánh hơn 6 vạn mai, giá chào bán là 2.920.000.000 đồng. Trên đây là giá chào, giá giảm, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số hotline của VHB Auto ở phía dưới màn hình để được tư vấn, hỗ trợ và báo giá tốt nhất. Cảm ơn anh chị và các bạn đã luôn theo dõi, đồng hành cùng VHB Auto cũng như là em Hoa. Xin chào và hẹn gặp lại.